Mình chào anh chị, cô chú quay lại kênh với Phú. Thì nay em đến quán đồ cũ này, có một vài loa quay anh chị của chú coi thôi. Này thì sang cái mùa phấn hoa bên Nhật đấy, nên là nó cứ bị ảnh hưởng đến cái mũi phấn hoa, nên giọng nó hơi bị vỡ chút, anh chị của chú thông cảm. Đây trước mắt em là một cái bộ bow model 214. Đấy, này thì là bow to nha anh chị của chú nhé. Đấy, hàng đẹp. Hàng đẹp, hàng này nhá. Ok, người ta bọc hết lên, người ta không cho mở ra, lại quay căng, không khảo cho thảo căng xem bằng loa. Thì cái này thì là 60W tối thiểu và 8 ohm điện trở. Còn đã mới của nó là 4 man 5, tương đương khoảng tầm 8 triệu rưỡi gì đó. 8 triệu hơn nhá. Chưa thuế. Còn giá bây giờ nó bán là 1 man 3 20, đối với giá man hiện tại thì rất là tươi, tầm hơn 2 triệu hai đó, em không tính cụ thể nhưng mà tầm đó. Cước thì cái con này nó nặng tầm 5-4 cân một 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 loa, thì cả hộp và chèn rơi vào tầm 10 cân một đôi, 190.000 một cân, tương khoảng tầm 1,9 triệu. Và cái loa tầm 2,2 triệu gì đó, chưa kể cước ship đi đó, nó rơi vào tầm 4,5 triệu, 4,5 triệu kể phí đặt vặt nữa thì tầm 5 triệu nhỉ, 5 triệu giá mua được. Rồi, tầm 5 triệu giá về đến nơi thì cũng rất là ok đúng không anh chị của chú. Một cái dòng rất là ok, phía sau là quay lên phía sau anh chị của chú coi. Ui, tem con JBL thế nó rơi. Đây là một cái sản phẩm made in Mexico. Cho em chút, vậy đây là tem của cái JBL Mexico này. Engineering in USA Bo Corporation Framingham USA này. Và sản xuất thì tại nhà máy Mexico. Đây là bên trái left 214 này, kia là bên phải là một kia. Đấy, đây là một bộ rất là đẹp, căng rất là đẹp, bọc cũng không biết luôn này. Đó. Cũng lâu lắm em thấy một cái bộ 214 nó nằm ở ở quán đồ cũ á. 314 với 214 với 363 đi thành một bộ. Thay bản ở cái quán ở dưới kia lâu rồi, mà đắt rồi cái mua nằm lại mãi. Nên đây thì bạn thấy 214 riêng. 214 này thì là nó là bầu bạc một series 4 anh chị cô chú. Đấy. Em cũng có bán vài bộ về Việt Nam rồi. Thì trước thì nó là man nó cao ấy, nó bán tầm 5 tầm 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi đến 6 triệu gì đó. Thời điểm trước bây giờ thì nó rẻ hơn. Và 214 314 à 314 nhỉ, đó là nhầm nhỉ. 314 24 314 là 214 là series 4. Để em cũng không nhớ rõ lắm nữa. Đấy, bộ này thì em cũng có bán vài bộ về rồi. Và tiếp theo bên này có mấy cái quay chị có coi. Trên này thì cái gì đấy, JBL 4306 giá 9 man 9, 10 man 18 triệu nhá, 19 triệu nhá, 18 triệu đó. Trên này thì có bộ JBL 4425 19 man 8 cả thuế 20 man, đây tầm 35 triệu hơn nhá, 36 triệu đó. Loại này thì thôi em nói không loại này vì thực ra là không có bãi, không có công tới nơi để đóng một công, đi cái hàng này rủi ro và đập ở biển nó cao mình nó về nó mất đẹp, với khách hàng người ta cũng phí công người ta mua mà mình làm về cũng mất giá của sản phẩm này. Bên này thì có mấy con gì đây, bow 101 tại sao lại không có cái ai căng lại phía sau, hàng cũng rất là đẹp. Con này cũng đẹp, có thể thấy được cái màng loa luôn, người ta để vầy để thấy đẹp và cho dễ nhìn luôn, đỡ phải mở ra. 45W đến 150W. Con này giá đắt 1 man 3 200, đắt so với những cái quán chỗ khác. Chỗ khác bán 1 man 1, trong mà ông chơi 1 man 2 đắt hơn là tầm gần 200 bạc đó. Thì trước em cũng mới gửi về cho một anh ở bên Hà Nội một bộ rất là đẹp, một bộ rất là đẹp, cũng đẹp long lanh. Có lẽ là trước em quay video trước em cũng nói đẹp cũng nhất nhì trong các cái con mà không một em đã từng quay qua, giá hơn 3 triệu thôi đó. Bên này có gì ạ? Bên này có một
bao 101 IT 9960W à. À dạ, đắt thế. Con này cũng đẹp đó quý vị, đẹp đấy. Bên ngoài thì cũng có một vài vết xước để tôi thấy được. Nếu mà nó nhìn qua là đẹp. Con này thì cũng made in USA luôn. 160W khá là ok luôn. Đẹp, 101 IT cũng là một cái dòng loa lời cho âm thanh rất là ok. Em cũng bán rất rất nhiều về Việt Nam rồi. Bầu 161 Sơn Châu này thì em cũng có bán mấy bộ màu trắng về Việt Nam từ ngày trước. Con này thì 7.700, con tương đương từ 1.200.000 đó, rẻ, con này là rẻ. Bộ này thì đẹp, mà nằm trong bọc nguyên lên luôn á, con này đẹp á, đẹp hơn những con trước giờ em bán á, mấy tên Mexico em về chơi của chú. Quá tuyệt vời luôn, 7.700 từ 1.200.000, 1.300.000 đó. Chứ cước, con này Việt Nam này nói chung là loang quăng chưa đến 3 triệu bộ này, rất là đẹp. Con này có thể, nó có hai ốc phía sau này, nghe chị của chú có gì đây. Đấy, hai lỗ gắn mốc để treo lên tường, cái dòng này dòng treo tường á, nó sẽ đẹp, loa lời. Đây là mấy con loa lời của Yamaha thôi á, em cũng quay á. Đây có gì nữa để em quay cho chị cô chủ coi. Loa này thì giống em có một cái DSX7, cũng giá trước em cũng mua cũng bằng giá này, 70W, đẹp hơn như thế này. Cái núm này nó không bị lõm như này, đây không có em căng thì. Thì người ta đi qua cái tay người ta ấn gãi là nó lõm hết, không hết cái loa đấy. Bộ này nó đẹp, bán về Việt Nam thì nó 1 triệu tí. Vì bên này mua 3 Mazda 3 rồi, nó tầm 6 bạc rồi chưa kể cước nữa đấy, thì nó 1 triệu là bình thường, nhưng ở Việt Nam người ta bán 700 à, không biết là tại sao mà lại thế. Đây thì có mấy cái ly gì đấy, ly thì nhiều, Onkyo thứ nhiều. Có bộ bầu này ngày xưa 301 MM này thì cái bên phải người ta thay cái căng á, cái màng loa trước em quay rồi á, trước người ta bán 1.5 em không mua, giờ người ta bán xuống còn 8 cent. Em bạn định cầm ra trợ giá 4 cent nhưng các bạn không, mà rất tiếc là nhận được cái lắc đầu rất là mạnh. Ngày hôm nay em sẽ sang quay lại đôi loa lại cho anh chị của chủ coi. Đây ạ, cặp của nó đây, 1301 MM series 2 này, giảm giá từ rất mất cái này rồi, bên này thôi, bậy thật chứ. Đây cái giá là cái bên trái này, còn nguyên zin này. Còn đây là cái bên phải nha anh chị. Đây phải thôi chú, nó thay hết rồi nè, thay hết cái này, không còn cái nụm nữa. Đấy, đơn giản hết này. Đấy thì về chất lượng thì loa vẫn nghe được, vẫn nghe ra tiếng ok đó. Mà mất cái mỹ quan này thành ra động thành cái phế phẩm ấy. Thành ra là giá giảm lên nửa so với đợt trước. Nếu mà mua nghe chơi bên này thì cũng được. Bây giờ nó còn có tầm 1.5 triệu chứ cước con này nó 70 cân, 15 cân cả đôi. Nếu mà biển thì mất 1.5 triệu ha. 3 triệu. Tầm cước gửi là tầm 3.5 triệu. Ồ, thế ngon quá, rẻ quá. Quá rẻ. 3.5 triệu, 4 triệu gì đó. Nếu mà cái hàng này mà đi e, mà cái đôi nó bình thường á, thì về Việt Nam tầm 8 triệu. Đấy, nhưng mà bây giờ nó phế phẩm rồi. Đi biển thì mất tầm 4 triệu thôi. E thì tầm 5 triệu hơn. Đấy, thì cái này rất là nhiều loa, âm ly hỏng. Đấy thì xem sau này có gì để em quay anh chị của chú coi. Ở đây thì có mấy cái loa sau 3 TV. Ở đây có một bao AMS-1 Series 4. Con này nó cũng là cái kiểu nó như là Boss AM-5 á. Sau đây người ta ghi AMS nhỉ? Chắc là người ta nhầm ấy chứ. Đây là AM-5 Series... AMS quý vị. AMS, cho này lại là AMS à? Sao vậy ta? Khá khác nhỉ? Con này thì AMS Series 4, 100W, 6 ohm, điện trợ. Đấy thì nó có hai cái thớt đi kèm.
mỗi loa cuve và hai cái giá kính, chân kính có đẹp. Cả cái tầm này rất là nặng, 11 cân, 12 cân. À, giá của nó thì 27.500 yên, tương đương khoảng tầm trên 5 triệu. Đấy, và con này nó rất là nặng, cả bộ nó gần 20 cân. Đấy, rất nặng. Thôi, đây, đây có một bộ bầu Cinemate 130. Con này thì giá chung của nó khi nào là 6 man rồi. 6 man 6 cả thuế. Đấy, nó cả thuế thì nó tầm 12 triệu. Nó có một cái đờ bộ thu này, một cái trầm này. Rồi một cái loa nó này. Loa sau 3 nằm ngang, dài đây. Con này thì là made in Mexico nha anh chị cô chú. Đấy, thì nhưng mà nó đắt, trước giờ cũng có quay mấy nơi có rồi, nhưng mà không ai mua đâu, đắt quá. Gần đây có bầu gì đấy, bầu gì đấy sau solo 5 TV, con này sao người ta bán đắt thế. Thì solo 5 TV à, con này thì được cái nó có cả Bluetooth này, cổng quang này, đấy, có điều khiển và cái dây nguồn đi kèm. Có cái gì đây? Có cái adapter chuyên chuyên dụng đi kèm nữa. Cái này thì made in China. Đấy. Nên bây giờ bao mỡ thì made in China hết rồi. Còn mấy thằng một số thằng thú dữ này thì vẫn nằm ở Mexico hay là đời cũ. Còn giờ là made in China hết rồi. Đấy, Republic of China hết rồi quý vị anh chị cô chú. Thi thoảng có một con một số con trước em mua cho anh bên Hà Đông con Mexico ở Malaysia. Đấy. Đây con này là ghi đây mình China này, China. Rồi. Có tem có cái chiếc trong trộm. Giữa này thì có nhiều đồ khác. Nhưng mấy đồ này cũng rất là kén khách, em đây lâu lâu đến đây nửa năm không đến mấy. Lâu lâu đến lần thì vẫn nằm nguyên đây. Đây còn con VSC10 của La Center của Bowtech 2003 100W với chế độ pitch. Hai loa là loa hai quay và có bốn loa, bốn nằm trong 100W và 6 ohm. Con này người ta bán giá cũng khá là khét chút, 1.1 tương đương khoảng tầm 1.9 nhá. 9 con này nặng là tầm 3 cân, tầm tương đương là tầm 2.5 triệu gì đó về đến Việt Nam. Tiếp theo là có gì đây ạ? Có loa gì hay nữa em quay với anh chị cô chú cùng coi nữa. Bầu A13 CD4 một cái trầm không đó, bán 5.500 gần 900.000. Sony SVKFBR100 con này xuất 2006, công suất là 100W và điện trợ là 4 ohm. Con này bán 8.800, con này biết là bát bao nhiêu, bát là bát nhỏ 16 sáu rồi. Con này là một dây BL sub 100P, con này thì khá là khét. Bát là bát 25 100W. Và cái giá của nó là 24.400 yên. À 2 bao nhiêu? 24.200 yên cả thuế. 24.200 yên thì nó tầm tầm 4.5 triệu rồi. Thời điểm hiện tại nó bộ đường rưỡi là rẻ nhất từ trước nay rồi quý anh chị và chú, rẻ nhất nhất cho gặp rồi đó, bộ đường rưỡi chưa cướp. Con này sẽ nặng tầm quả cháo là chục cân, với đi e thì nó mất tầm 2.9 nữa và bộ đường rưỡi đó. Thành ra là gửi đi nữa 5 triệu, 5 triệu đến 6-7 triệu à, chả chắc quá. Columbia có dàn đa chức năng AM FM băng cassette rồi đĩa CD rồi rất là nhiều chức năng, 3 triệu. Đây là cái gì đây, nằm bì ở cái xe tôi thôi đấy. Có cái thằng gì đây, Wireless Network CD Music System Denon S52, và cái này là chuyên dụng là CD và bắt được wireless. Có AUX, có phone, có USB. Trên này thì có iPod. Rồi, nhiều chức năng phết. Phía sau nó thì có cái thông tin gì. Rồi à.
Wow, nhớ lắm, anten này, Casio luôn này. Casio của FM có remote đi kèm, có cổng lan cắm kèm luôn. Rất là nhiều chức năng. Hôm nay có một cái này giá thao nhiêu, 2 triệu, con này nặng á, nặng tầm 7-8 cân đó quý vị. CD Sport FM AM đa chức năng. Đây là một bao Combination 2 Series 3, 7.700 tương đương tầm 1.3 gì đó, hơn chút gì đó. Con này đây có dây nguồn đi kèm đây luôn à. Còn chắc chắn là sẽ là made in China rồi. Dòng này thì nó bây giờ rất nhiều, nhưng mà made in China chữ đây này. Bên này là gì đấy, JBL Extreme 2 Bluetooth, công suất 20W nhân đôi Bluetooth 4.2 và sức lực 40W. Con này thì nghe rất là hay, và cái pin nó thì rất là dữ, trâu. Con này to phải không đấy. Đâu có mẫu xài mà sự ở đâu cũng pin, ở đâu cũng điện nào cũng sạc được, vì là có adapter đi kèm. Đây là một bao sao Link Color 8.800, cũng rẻ. Trước em mua trên mạng này nó cũng tương đương cái này, cho anh Đạt ở bên Ba Đình Hà Nội cũng tương đương tầm này, nhưng về Việt Nam tầm 2 triệu, hơn 2,5 triệu đó đó. Và còn mới hơn, mà tất nhiên là mới nguyên siêu. Còn đây là hàng cũ, cũng là hàng gần tương đương như thế, cũng cái hàng bóc nguyên siêu luôn, đến Mexico luôn. Đây cái này chắc là cũng Mexico. Con này không thấy gì đâu. Ở bên Mexico này, đó, cái dòng này đa số bên Mexico. Rồi, đây là một số cái hôm nay em quay về chỉ có chữ tham khảo này, em xin phép hết video để quay. Hôm nay anh em có liên hoan một số người nghỉ việc, đi party làm vài đôi chén, nhưng mà em sẽ úp video lên cho anh chị cô chú cùng xem. Anh em xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại trong các video lần sau.